giờ nó không được chưa? Phải nhìn ra được cái khối bảo vệ AC, khối bảo vệ DC. Học là phải 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 hiểu được mấy chỗ này mới được. Nó đâu phải là nó về nó nhất thiết là nó phải về bằng ốp tô quan, người ta về bằng điện chở cũng được, vậy đâu có gì đâu, ta hạ áp cuối cùng nó về điện chở về được vi xử lý. Đó là có tác động, điện áp cao điện áp thấp cũng vi xử lý đều biết cả. Đây có điện chở, đây có hay chết đâu, có chứ không, máy đo được nhiêu vôn rồi? Được 5 vôn. 5 vôn đầu vi xử lý là 5 vôn đúng không, còn 393 393 mới đang đo tới đây rồi. Rồi chúng ta đi đo tiếp tới 393, có bảo vệ AC, có bảo vệ DC chúng ta đo được hết. Chúng ta phải kiểm tra được hết tất cả các khối bảo vệ của nó để điều kiện cần và đủ để cho cái ECU xử lý nó chạy là gì? 393 không được tác động. Nếu mà chúng ta tác động nó sẽ bị xử lý sẽ cúp. Học là chúng phải phải hiểu như vậy chứ không phải học vẹt học mò cứ hư tụ thay tụ, hư gió thư thay gió, chẳng biết cái đó nó là chỗ nào làm gì, cứ nghe mấy thằng thợ lâu năm lên lão làng chỉ riết rồi cứ làm ra càng ngày học càng ngu. Nhưng mà chỗ này là nó chỉ ấy chứ thầy, chỗ này chỉ là bao điện áp mẫu. Vâng, bao điện áp mẫu. Nhưng mà nó còn đường chỗ đường trở sinh xuống thì mới là đường trở sinh khác nữa, đó là khác nữa. Cái này là bảo vệ gì phần điện áp. Như vậy con bé nó khó chết. Tại vì điện áp cao điện áp thấp là vi xử lý đã ngắt. Nếu mà điện áp thấp thì gì bị tăng dòng. Tăng dòng thì vi xử lý sẽ gì? Nhờ điện trở sinh bảo vệ cũng ngắt. À, người ta tính toán rất là kỹ, cái mạch người ta tính toán rất kỹ chứ đâu phải là như mình nghĩ đâu. Đúng không? Thấy rõ không? Như vậy nếu mà có hai hình thức để bảo vệ điện áp, một là gì, người ta báo là báo bằng ốp tô quan, hai là người ta sẽ báo bằng gì, bằng điện trở. Vì trong cái tài liệu của mình thì chúng ta thấy ốp tô quan thì nó dễ quá, cái mạch mới nãy thấy ốp tô quan thì dễ quá, cái qua mạch này thì khác. Và chúng ta sẽ có một cái mô hình khác để nói về khối bảo vệ nữa, sẽ qua một con khác nữa. Vậy khi các bạn học ở đây thì các bạn phải đo điện áp mẫu để sau này về chúng ta sửa, mà chúng ta gặp điện áp này nó bị sai đi chúng ta biết đường sửa. Thì chúng ta sẽ gì, đo những cái đường điện áp mà những cái đường mà gì của cảm biến, những con đường cảm biến, các bạn sẽ dò những chân cảm biến này cho mình là về vi xử lý ở chân số mấy và bao nhiêu vôn, và chúng ta sẽ tác động cho nó hư hỏng xem báo vi xử lý, vi xử lý có tác động là gì, là ngắt không cho máy nén chạy không. Chúng ta sẽ thử. Rồi bạn nào thử xem, đưa cái ghế nhỏ đây tính, rồi chúng ta sẽ cho máy chạy thử xem. Lúc này sao nó nhiều cảm biến đấy, một con cảm biến lốc này, một con cảm biến môi trường, một cảm biến nông đồng này, đi còn đồng vậy với con hai con gì nữa thầy, đầu vàng cuối vàng chẳng hạn. Đầu vàng cái đó chúng ta không quan trọng gì vấn đề có nhiều cảm biến không nhiều cảm biến. Bây giờ chúng ta sẽ coi, thí dụ như bây giờ máy nén đang chạy đi, đúng chưa? Bây giờ máy nén bị gì, bị quá nóng do thời tiết, cái chỗ đó nó nóng quá, bây giờ máy nén sẽ ra lệnh là tác động cúp không cho chạy. Thì như vậy nó sẽ tác động với con nào? Khi máy nén nóng quá nóng thì nó sẽ tác động với con gì, bảo vệ đầu nén. Vậy các bạn sẽ dò cho mình được là cái đầu nén này, đúng chưa? Dây này nó sẽ chạy về vi xử lý bằng cái chân nào, thì khi hư hỏng thì nó sẽ hư hỏng cái phần nào. Chúng ta học là chúng ta học trên nguyên lý mạch chứ chúng ta không học như học vẹt. Ví dụ như trong một đống tụ này, ví dụ đi, trong đống tụ này, trong một đống tụ này, đúng chưa? Trong một đống tụ nó có thể nói hư con tụ này đi, thay tụ này. Mẹ chẳng biết con tụ này làm cái gì thì chết tội, phải không? Chúng ta học thì chúng ta phải học gì, có nguyên tắc. Bây giờ chúng ta sẽ dò hai cái chân của con cảm biến đầu máy nén xem như thế nào. Tiếng nghe, nghe nghe ở gì đấy em? Mấy ca thì coi trên bo nó có ghi trên bo đó em. Thầy đó đây là dạy phương pháp, bạn nhìn trên mặt để biết giá trị cảm biến chứ đâu có cần mà phải phải nhớ làm gì chỗ mặt.
con chở về xử lý như này. Cà phê em. Về đi xử lý như này. Đây này. Được chưa? Dạ, các bạn sẽ dò cho mình là ngay chỗ đó nó sẽ về tác động tới vị trí là bao nhiêu volt. Hả? Dạ, trên đường mặt nó đi thì nó qua con gì? Có con gì nói dương, con nào nói âm, con nào nói tiếp, gián tiếp gì đó các bạn sẽ xem cho mình. Này. Xíu luôn cái này. Đang quay video chứ. Thổi đi em thổi gì nào nó khô cái mặt rồi được. Lấy cái gì thổi? Em thổi lấy miệng thổi. Hút bụi vậy. Này. Sẽ hút bụi sao thở được không ạ? Để bên đây nè, thôi nè. Ở đây chúng ta có tất cả các mô hình của tất cả các đời máy và của các thương hiệu máy. Các bạn cứ đo và các bạn sẽ tìm hiểu thật kỹ. Chúng ta có bao nhiêu con cảm biến thì là gì? Bấy nhiêu? Như chúng ta thấy là có 5 con cảm biến đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 5 tụ. Tụ đó gọi là những con tụ gì? Tiếp mát. Thấy rõ không? Năm con. Ừ. Lên không? Không. Sát góc với chân có một lý gì kéo xuống. Xong cái mô hình này chúng ta sẽ gì qua tới gì bộ Bana xăng vô Toshiba, chúng ta sẽ lần lượt chúng ta tìm hiểu tất cả các mô hình của tất cả các loại thì nó chạy về vi xử lý chừng nào khi chạy mà lốc cúp thì nó bị cái gì tác động, lốc không chạy thì bị gì tác động, lốc chạy lên 15 phút một tắc hay là gì đó, chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả các những cái thứ đó. Có điện rồi. Đâu ở dưới luôn. Đây lên. Một con à. Gần nó đi ngược lên. Đi ngược lên. Lên nó vào giữa lần đầu. Ở đây chúng ta không học vẹt nha, học là phải chính xác, không được học vẹt. Đâu con nó qua tới đâu rồi? Đây nè. Đó đó đó. Tính chưa mấy? Lên chưa? Chưa. Chưa? Đúng rồi đó, chị xe máy à. Đây đúng không? Đúng rồi, chân người nãy đó. Đây. Các bạn sẽ kết hợp hai bạn lấy một cái mô hình đó các bạn xem. Đây là có những cái bo sáp nè. Đây cái bo sáp nè. Sáp rất nhiều. Bo thì nhiều lắm. Bên ngoài chứ bên trong đó ngoài. Đúng rồi. Không phải, nãy rồi á, vừa nãy rồi á. Nãy nó ở chỗ này luôn mà. Đây cái nó đây. Đó, từ thôi. Đây, trên rồi cái này. À, đúng rồi đó, chừng đó. Cái gì? Trên này đúng không? Ừ. Đúng rồi, trên này là gì đó. Số mấy vậy? Số 4 vô vi xử lý. Đúng không? Rồi một đường cảm biến gì vậy? Nó qua một tụ kéo xuống âm. Một trụ sẽ xuống mát đúng không? Trụ số mấy? Trụ số 1 luôn. Trụ số 1 đúng không? C69. Vậy là các bạn sẽ mở sơ đồ lên. Mở sơ đồ lên các bạn sẽ thấy 5 con cảm biến. Chúng ta mở sơ đồ lên. Đây các bạn có 5 con cảm biến. Đây nè, thấy không? 5 con, 1, 2, 3, 4, 5 con cảm biến. Đúng rồi, nói vô đó.